hạnh phúc lan xa, duyên tìm bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Ăn cơm có khi không phải là để no bụng, mà có thể để giải nỗi nhớ quê hương. Chị Trang Mỹ Nguyệt đến từ Philippines, khi vừa đến Đài Loan không có dịp quen biết với những người bạn tri âm. Vì vậy, chị đã mở một quán ăn nhỏ, qua đó chị quen biết đồng hương, không ngờ rằng tiệm càng mở càng lớn và cũng đã giúp đỡ nhiều đồng hương. Còn thêm ba cái nữa. À, khói, ở đây nè. Vào lúc 3 giờ chiều, tuy đã quá giờ ăn trưa, trong quán vẫn tràn ngập một không khí náo nhiệt. Bà chủ Mỹ Nguyệt đang loay hoay tiếp khách. Dì ơi! Hả? Con cho gì đồ hả? Dạ. Cảm động ghê, cảm động quá. Chị Mỹ Nguyệt có một tay nghề khéo léo dưới sự khuyến khích của chồng. 6 năm trước, chị ở Đài Bắc kinh doanh một quán ăn nhỏ, mang đậm nét truyền thống quê hương và rất nhanh đã trở thành nơi để người Philippines hội tụ. Chúng tôi ở đây có cảm giác như ở nhà mình á. Có thể trò chuyện nè. Nếu mà có chỗ trống á là thì có thể trò chuyện nè. Mọi người cùng trò chuyện như vậy đó. Và mỗi cuối tuần thậm chí có người Philippines đến từ Đài Trung xa xôi chỉ vì muốn thưởng thức món ăn của Mỹ Nguyệt và tâm sự với chị để giải nỗi buồn xa xứ. Đến ăn là quen biết luôn vì nhiều khách quen mà. Trước đây á, có người khi đến Đài Loan á thì chưa có kết hôn, ở đây làm việc, giờ thì có 2-3 con rồi thì cũng đến đây ăn đó. An cư lạc nghiệp tại Đài Loan, Mỹ Nguyệt dùng tình thân thiết chế biến mỗi một món ăn ngon, mang hơi ấm nồng nàn đến cho bạn bè, hương vị đậm đà ấm áp tình quê hương.